Quyển 70 thứ 13 Thành Phản Địa, phần 4. Lại nữa, các trí quang minh có 5 thắng lợi. 1. Năng dẹp tất cả ám nơi sở trì. 2. Năng nương thần vui thích nhiếp thọ công đức thế gian, xuất thế gian. 3. Năng tránh quán thấy nghĩa chưa thấy. 4. Năng ở hiện pháp cho vui bậc nhất. 5. Thân hoại về sau, được sanh ở cõi bậc nhất. Lại nữa, do 15 chủng đức sai khiến khiến các trí quang minh thắng vượt so với ánh sáng bên ngoài. Những gì là 15? Ánh sáng bên ngoài lấy sắc làm tánh, các trí quang minh lấy tuệ làm tánh. Ánh sáng bên ngoài năng tiêu trừ chướng tối tăm, các trí quang minh năng tiêu trừ ám chướng bên trong. Như vậy cho đến không thường được yêu thích, thường được yêu thích chẳng thể phân bố khắp các hữu tình. Năng phân bố khắp các hữu tình, xuất hiện rồi lại mất, xuất hiện rồi không mất. Có sắc không sắc, thổ tế, có bóng tối ngược lại, không tối ngược lại, động không động, chẳng thể làm nghĩa lợi cho tất cả hữu tình. Năng làm nghĩa lợi cho tất cả hữu tình, dẫn các chúng sanh hướng đến chỗ đã từng đi đến, dẫn các chúng sanh đến chỗ chưa từng đi đến. Không thể khai phát tất cả chỗ khuất kín, năng khai phát tất cả chỗ khuất kín, chẳng thể che giấu điều đã soi sáng hiển bày, năng ẩn đi điều đã khai sáng hiển bày. Không thể phát khởi vô lượng ánh sáng chiếu soi, năng phát khởi vô lượng ánh sáng chiếu soi, gây nghịch hại đối với mắt nhìn, không gây nghịch hại đối với cái thấy nên biết cũng vậy. Lại nữa, có 3 chủng điều thiện: 1. Vì khiển trừ, 2. Vì chế phục, 3. Vì hại tùy miên. Lại có 3 chủng tịch tĩnh: 1. Vì các tâm tư ác không thể quấy nhiễu, 2. Vì không bị các tướng làm động loạn, 3. Vì bên trong nhậm vận thường hỷ lạc. Lại có 3 chủng ngừng nghỉ: 1. Thân ngừng nghỉ, 2. Ngữ ngừng nghỉ, 3. Ý ngừng nghỉ. Lại có 3 chủng phạm trí: 1. Thừa hướng phạm trí, 2. Trụ quả phạm trí, 3. Đến rốt ráo phạm trí. Như vậy cũng có 3 chủng sa môn. Lại có 3 chủng bà la môn: 1. Giả danh bà la môn, 2. Chủng tánh bà la môn, 3. Tránh hạnh bà la môn. Lại nữa, do 4 chủng nhân duyên khiến hoại thì là, do hoại thì là nên các thiện pháp nương thì là, lẽ được sanh đều chẳng sanh. 1. Vì ở nơi tội không sót, tội vô dư, khỏi hủy phạm. 2. Vì ở nơi tội còn sót, tội hữu dư không hối trừ. 3. Vì ở nơi các chỗ phạm chẳng ghi nhớ suy nghĩ. 4. Vì ở nơi chỗ không phạm chấp có phạm, ở nơi chỗ có phạm chấp không phạm. Trái với 4 đường trên là 4 nhân duyên gọi là đầy đủ giới. Lại do 2 nhân duyên khiến dự thọ giới đầy đủ thành tịnh: 1. Vì trợ bạn thành tịnh là kiến thành tịnh, quỹ tắc thành tịnh và mạng thành tịnh. 2. Vì tự tánh thành tịnh là cung kính tùy học và đủ phần tùy học. Lại có 3 nhân duyên khác khiến dự thọ giới đầy đủ thành tịnh, đó là: 1. Vì ý lạc thành tịnh, tu hành phạm hạnh, vì cầu giải thoát, không vì sanh thiền. 2. Vì mạng thành tịnh, như pháp khất cầu để tự nuôi sống. Sao gọi là như pháp khất cầu? Như chỗ nên cầu, tùy chỗ sở cầu mà khất cầu. Như chỗ nên cầu, chẳng kiêu trá mà cầu, cũng chẳng dùng lời bóng bẩy mà cầu, cũng chẳng hiển tướng mà cầu, cũng chẳng bức hiếp mà cầu, cũng chẳng dùng lợi mà cầu lợi. Tùy chỗ sở cầu, chớ năm chỗ không được đi đến mà có sở cầu. 3. Vì hạnh thành tịnh thâm tín, nếu phạm sẽ có quả xấu, hoặc đi hoặc đứng buộc niệm tư duy, chọn chẳng nên phạm. Giả sử có phạm nên đối trước người như pháp hối trừ, nguyện từ nay về sau kiên cố phòng hộ giữ gìn. Lại nữa, nếu có bi xô muốn riêng tụ tập gia hạnh mật hộ căn môn, dùng 4 tướng rõ biết lỗi lầm của vọng niệm, và dùng 4 tướng rõ biết tác ý không như lý. 4 tướng rõ biết lỗi lầm của vọng niệm: 1. Khiếm khuyết niệm, không nghe không thọ, không khéo rõ biết các pháp mật hộ căn môn. 2. Yếu kém niệm, ở nơi pháp kia tùy nghe tùy thọ, tùy khéo rõ biết mà không thường thực hành, không thuận theo thực hành hoặc tu hoặc tập hoặc nhiều tu tập. 3. Mất niệm, tùy tu tập, nhiều tu tập, nhưng có lúc không rõ biết trần tránh mà có sở hành. 4. Loạn niệm, ở nơi sự việc không tạp nhiễm mà sanh tưởng tạp nhiễm, ở nơi sự việc tạp nhiễm mà sanh tưởng không tạp nhiễm. 4 tướng rõ biết tác ý không như lý. 1. Nhân sanh phiền não, như có người nắm giữ tướng, nắm giữ tùy hảo, do nhân duyên đầy tâm buông thả phóng túng theo các pháp ác bất thiện. 2. Tương ưng tạp nhiễm sanh, cùng các pháp ác bất thiện kia đồng hiện tại tiền. 3. Không biết hổ thẹn, như có người ở nơi việc đáng hổ thẹn mà không hổ thẹn, tức là ở nơi pháp ác bất thiện hiện hành mà không biết hổ thẹn. 4. Khởi phạm thác loạn,
Tức do nhân cầu hổ thẹn và khuyển phạm gây tội hoặc suy nghĩ xả bỏ các học xứ. Lại nữa, người siêng tu hành ăn biết lượng đã trừ 8 điều được gọi là đầy đủ ăn biết lượng. Những gì là 8? 1. Đắm trước ăn uống. 2. Đắm trước tự thân. 3. Hoại diệt mạng căn. 4. Xấu đói. 5. Thân nặng. 6. Có bệnh. 7. Không thanh tịnh mạng. 8. Sát đặt nhiều sự nghiệp. Lại nữa, người siêng tu tập tỉnh thức du già thường đoạn trừ 8 điều được gọi là đầy đủ trái ngại thường siêng tu tập tỉnh thức du già. Những gì là 8? 1. Oai nghi của thân mệt mỏi nhu nhược. 2. Say đắm ngủ nghỉ làm vui. 3. Tướng thuận theo tạp nhiễm. 4. Không siêng tu tập đối trị tạp nhiễm. 5. Thức dậy phi thời. 6. Buông lung mà thức dậy. 7. Ngủ nghỉ phi thời. 8. Buông lung mà ngủ nghỉ. Lại nữa, nương sáu xuất ly nên biết kiến lập các địa xuất ly. Những gì là 6? 1. Xuất ly không tùy thuận. 2. Xuất ly khuyết. 3. Xuất ly nhà. 4. Xuất ly không phiền mãn. 5. Xuất ly địa dưới. 6. Xuất ly thần. Không tùy thuận năm chủng nương tựa. 1. Không tùy thuận hướng đến. 2. Không tùy thuận sanh. 3. Không tùy thuận tinh tấn. 4. Không tùy thuận chướng. 5. Không tùy thuận ái lạc. Khuyết là 4 chủng duyên khuyết. 1. Khuyết thần hữu. 2. Khuyết lắng nghe. 3. Khuyết ẩn mất, tức là hoặc dạy hoặc chứng đều ẩn mất. 4. Khuyết ngọa cụ, thí chủ. Lại nữa, do 4 chủng lực sanh dục thiện pháp. 1. Do lực duyên. 2. Do lực nhân. 3. Do lực trí. 4. Do lực hạnh. Lại nữa, do 4 chủng viên mãn nên xuất ra trong pháp tỷ nại gia được viên mãn. 1. Hình tướng viên mãn, tức là năng không thuận theo nhiễm ô, không bị tạp nhiễm. 2. Nghiệp viên mãn, tức là khéo thuận theo pháp Phật thuyết. 3. Ý lạc viên mãn. 4. Chú xứ viên mãn. Lại nữa, do năm nhân xuyên nên biết viên mãn luật nghi giới. 1. Vì không trụ đoạn. 2. Vì năng xuất ly. 3. Vì không hay của trách. 4. Vì không có mầm khuyết phạm. 5. Vì không biết đủ. Lại nữa, nương hai chủng đối trị nên biết 4 chủng luật nghi căn. Hai chủng đối trị: 1. Được tư trạch. 2. Được tu tập. 4 chủng luật nghi căn: 1. Phòng hộ cảnh giới, vì lúc an trụ tịch tĩnh siêng tu hành, lấy niệm tự phòng hộ, tâm không lưu tán nơi các cảnh giới. 2. Phòng hộ phiền não, vì hành vị bình đẳng khi du hành, nơi các cảnh giới xa lìa tham ưu, tức là phân biệt mà không nắm giữ tướng, cho đến tâm không lưu tán phóng dật. 3. Phòng hộ triển, nếu bấy giờ chấp thủ tướng kia, lại khởi tùy giác, chấp lấy tùy hảo, tức nên tu hành phòng hộ, dụng lực tu tập giữ gìn căn mắt. 4. Phòng hộ tùy miên, khi thành công trong việc phòng hộ căn mắt gọi là hộ tùy miên. Lại nữa, do năm nhân duyên nên biết viên mãn ẩn biết lượng. 1. Vì nương đối trị. 2. Vì xa lìa sở trị. 3. Vì nương nghiệp tự mình làm. 4. Vì ý xứ. 5. Vì phân biệt. Trong đây, thọ cũ vì đói phát khởi, thọ khổ là ăn phát khởi, nuôi nấng vì tăng trưởng phạm hạnh, lực vì năng hại sở trị, lại vì lạc vì hiện pháp lạc trú, không tội vì tịnh phước điển, trụ an ổn vì năng tác chứng đoạn khổ phiền não, vì giảm bớt ngủ nghỉ, gia hạnh ân trọng và gia hạnh không gián đoạn nên tinh tấn viên mãn. Gia hạnh ân trọng tức là biện rõ khi đi khi ngồi, khi ngồi thích hợp trong việc đối trị ấm cái thứ nhất, ấm cái thứ hai và ấm cái thứ tư, khi đi thích hợp trong việc đối trị ấm cái thứ ba, cả khi đi và ngồi thích hợp đối trị ấm cái thứ năm. Gia hạnh không gián đoạn vào ban ngày, vào đầu đêm, vào cuối đêm thường luôn tỉnh thức. Ở phần trong đêm ngủ nghỉ, tránh biết về thói quen ngủ nghỉ. Đó là nếu lìa tướng, nằm như sư tử sẽ ngủ trong sự thất niệm trí trệ nặng nề. Cho nên cần phải nằm ngủ chân chồng lên nhau, cho đến khởi tưởng tư duy chân tránh về thói quen ngủ nghỉ. Lại nữa, nên ở nơi năm xứ như lượng tránh biết mà an trụ. 1. Ở nơi xứ hành. 2. Ở nơi xứ quán. 3. Ở nơi xứ nhiếp thọ lợi dưỡng cung kính. 4. Ở nơi xứ thọ dụng vật dụng. 5. Ở nơi xứ gia hạnh phẩm thiện. Do tránh biết xứ thứ nhất, chọn không du hành ở những nơi chẳng nên đi đến, cũng không được du hành vào lúc chiều tối. Do tránh biết xứ thứ hai, nếu trước không tránh tác ý mà cuốn theo quán sát, ngay đó nhanh chóng thâu nhiếp căn. Nếu trước đã tránh tác ý rồi mới quán sát thì khéo an trụ niệm. Do tránh biết xứ thứ ba, lúc thọ nhận và lúc lễ, người tay chẳng có nắm, chân không tháo động. Do tránh biết xứ thứ tư, thọ dụng y bát cùng ăn uống đều biết lượng. Do tránh biết xứ thứ năm, nếu sống ở nơi tịch tĩnh vào ban ngày, hoặc kinh hành, hoặc tĩnh tọa, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc thức,
đều khéo biết lượng, và ban đêm tập quen ngủ nghỉ cũng phải biết lượng. Nếu có tu tập luận nghị, quyết trạch, hoặc nói hoặc im cũng khéo biết lượng, vì khiến hai chủng sở y điều hòa dễ chịu, khiển trừ ngủ nghỉ cùng các mệt mỏi cũng khéo biết lượng. Lại nữa, nếu có bí xô sinh tu thần túc, được do bốn trí nhiếp các đoạn hành: một trí tu tập, hai trí chứng thắng tiến, ba trí phòng hộ tùy phiền não thông đạt, bốn trí dẫn phát năng tịnh tùy phiền não. Trí tu tập tức là dục tinh tấn, vì cớ sao? Do nương dục tinh tấn mà tu thần túc. Trí chứng thắng tiến tức là tín khinh an, vì cớ sao? Do chứng thắng tiến nên đem tâm tịnh tín, tín được giải thoát, dùng khinh an để dừng dứt sở hữu thô trọng của thân tâm. Trì phòng hộ tùy phiền não thông đạt, tức là chánh niệm chánh biết, vì cớ sao? Do chánh niệm nên trì quán chưa sanh, phòng hộ tùy hoặc. Do chánh biết nên trì quán đã sanh, thông đạt tùy hoặc. Trì dẫn phát năng tịnh các tùy phiền não, tức là tư duy cùng xả, vì cớ sao? Do tư duy nên sách tấn các tâm trì trệ, do xả nên thống nhất các tâm trọ cử bên trong. Lại nữa, có bốn chủng pháp ở nơi sở đắc định là tăng thượng duyên: một, lắng nghe thẳm sâu; hai, được dạy trao chân chánh; ba, đời trước xuyên suốt tu tập; bốn, đầy đủ đa văn. Lắng nghe thẳm sâu phát khởi vui muốn sanh tâm tịnh tín lắng nghe chánh pháp, do nhân duyên đầy đắc tâm tánh nhất cảnh. Được dạy trao chân chánh, nhận được dạy trao thứ lớp, dạy trao không điền đảo, và khởi rõ mãnh an trụ tinh tấn, thuận theo không gián đoạn tình cần, an trụ phương tiện tu tập pháp bồ đề phần, do nhân duyên đầy đắc tâm tánh nhất cảnh. Đời trước xuyên suốt tu tập, và trong các đời trước đã sanh gần đây, đã chứng nhập nhiều các tịnh lự và các đẳng trí, do nhân duyên đầy đắc tâm tánh nhất cảnh. Đầy đủ đa văn, đa văn chỉ văn tích tập đầy đủ văn, một mình ở chốn không nhàn, tư duy thọ lượng, quan sát sâu xa các pháp kia, do nhân duyên đầy đắc tâm tánh nhất cảnh. Lại nữa, vì muốn chứng đắc tạng ma địa, phải nên tránh liễu tri bảy chủng pháp: một, nhân thối thất nội định là do giải đãi; hai, nhân thối thất ngoại định là do trạo cử; ba, thối thất nội định là do hôn trầm thủy miên; bốn, thối thất ngoại định là do tán loạn nơi nằm diệu dục; năm, thối thất nội định và đối trị nhân là khéo nắm giữ tướng mà quan sát chân chánh; sáu, thối thất ngoại định và đối trị nhân là ở nơi thân quan sát bất tịnh; bảy, được tựa nắm giữ hai đối trị kia là tưởng quang minh, sao gọi là ở nơi thân trụ quán pháp tập, quán thân này từ đại quá khứ cùng các uống ăn hiện tại mà sanh trưởng; sao gọi là ở nơi thân trụ quán pháp diệt, quán thân này ở đời tương lai là pháp diệt chết; sao gọi là ở nơi thân này trụ quán pháp tập diệt, quán thân này ở đời hiện tại do duyên ăn uống khiến tăng trưởng, giải lâu ắt sẽ hư hoại; ở nơi hữu đây, tức ở nơi thần đầy, khéo trụ nhớ nghĩ thần đồng với chân như, hoặc chỉ trí xuất thế gian, tức là bên trong ở nơi đạo Samatha, hoặc chỉ kiến xuất thế gian, tức là ở nơi đạo Tỳ Bát Xá Na, hoặc chỉ nhớ nghĩ, tức là do đây về sau đắc đạo xuất thế gian. Sao gọi là ở nơi thân không chỗ nương trụ, là nương các định tu tập niệm trụ, tức là ở nơi định kia không ái vị cho đến không trụ bám trước. Sao gọi là đối với thế gian không chấp thủ, tức là đã vĩnh viễn đoạn diệt bốn điền đảo, vì đoạn diệt hẳn nên ở nơi thân chọn không chấp thủ tịnh lạc ngã thường. Lại nữa, đường y chỉ thi thiết kế lập năm chủng bồ đặc giả la, những gì là năm: một, các dị sanh hần lạc hỷ lạc; hai, người hành kiến tích hần lạc đoạn trướng; ba, người hành kiến thú hần lạc giải thoát; bốn, người hành kiến thú đến rốt ráo; năm, người hành kiến tích đến rốt ráo. Sao gọi là bồ đặc giả la dị sanh hần lạc hỷ lạc? Đây có ba chủng: một, hần lạc hỷ lạc do dục sanh; hai, hần lạc hỷ lạc do định có tầm có tướng sanh; ba, hần lạc hỷ lạc sai biệt do định không tầm không tướng sanh. Sao gọi là bồ đặc giả la hành kiến tích hân lạc đoạn trướng? Đây có hai chủng: một, vì hân lạc đoạn phiền não trướng, ở hiện pháp lạc trú chờ đắc đã đắc, ở tất cả chủng hữu tưởng đẳng trí chờ đắc đã đắc, đó là vì ở nơi ý chỉ cùng ở nơi quan sát sở trì có sự sai biệt; hai, hần lạc đoạn chứng định sai khác, ở tất cả thằng xứ chưa đắc đã đắc cùng ở tất cả biến xứ chưa đắc đã đắc. Sao gọi là bồ đặc giả la hành kiến thú hần lạc giải thoát? Nhưng các ngoại đạo khởi kiến như vậy: ngã chẳng phải có, ngã sở chẳng phải có, ngã sẽ không có, ngã sở sẽ không có, ngoại đạo kia chưa đắc đã đắc ở nơi kiến đầy. Sao gọi là bồ đặc giả la hành kiến thú đến rốt ráo?
ở nơi phi tưởng phi phi tưởng xứ chưa đắc đã đắc, sao gọi là bồ đạc giá la hành kiến tức đến rốt giáo, hành kiến tích đến rốt giáo, ở nơi sáu xúc xứ vĩnh viễn đoạn trừ không sót thừa, chứng đắc lãnh thọ rốt giáo. Như vậy gọi là nương y chỉ thì thiết kiến lập năm chủng bồ đạc giả la. Lại nữa, cận sự nam có ba chủng đức: một, thành tịnh; hai, năng tạo tác; ba, năng dẫn pháp. Thành tịnh tức là ý là thành tịnh, giới hạnh thành tịnh và chứng thành tịnh. Ý là thành tịnh là ở nơi Phật bảo xa lấy hết thảy nghi hoặc, không vui muốn thế sự, ấy là kiết tường. Giới hạnh thành tịnh là năng viên mãn sở hữu các học xứ. Chứng thành tịnh vì năng chứng đắc thế xuất thế thành tịnh. Năng tạo tác vì năng làm việc làm của tam bảo. Năng dẫn pháp vì trí năng dẫn pháp người đồng pháp, người không đồng pháp. Lại nữa có ba chủng pháp: một, pháp nghe; hai, pháp hành; ba, pháp chứng rốt ráo. Lại pháp ngoại đạo là điên đảo thuyết, sở hữu giới cấm chẳng thể hiện kiến, vì y chỉ tà nguyện mà tu phạm hạnh. Sở hữu đẳng trí có sự nhiệt não chẳng phải rốt ráo, chẳng thể hướng đến rốt ráo vì chẳng thể xuất ly, vì cùng chung với các ngoại đạo, vì cùng chung với các vị sanh, tránh pháp chư Phật trái với tướng kia, là trần thiện thuyết, là năng hiện kiến cho đến bậc trí bên trong tự chứng đắc. Lại nữa thứ lớp được xả cao dục đó là trước tuyên thuyết việc nền làm do đầy nền được, đó là do bố thí chỉ giới nên ở nơi việc đầy khá được, đó là ở tại cõi trời do đầy thọ dụng, đó là do ái vị do đầy nền xả, đó là do các quá hoạn như đầy sai biệt, như xả sự dục và phiền não dục, đó là do công đức của xuất ly viễn ly hoặc hiển thị phẩm pháp thành tịnh, tức là phải xưng tán bốn quả sa môn, vì hành theo kia quyết định không bị thối đoạn hoặc vì ra khỏi thế gian này. Lại nữa, do ba nhân duyên mà các đồng phạm hạnh phải nên hòa hợp để đuổi bỏ người phạm giới: một, vì hộ trì người; hai, vì kia không kham là bậc thượng pháp khí; ba, vì năng khiến kia không tăng thêm uy đức. Lại nữa, do bốn nhân duyên khiến ở nơi giới sanh sở vui thích: một, do thầy dạy xa địa hai biên chế lập sở học; hai, do tự bên trong các loại như tham không quá mạnh mẽ; ba, do trợ bạn kia rất nhu hòa dễ cộng chú; bốn, do gia hạnh không trụ giải đãi. Lại nữa có bốn chủng quả sát giới: một, do cộng chú tin hiểu là có; hai, ở nơi nguy nan tin hiểu là ngục kiên cố; ba, do công việc đời tin hiểu không khuyết phạm; bốn, do ngôn luận quyết trạch tin hiểu không liên tiếp chẳng hoại kiến. Sao gọi là tâm hướng đến viễn ly vào thời trụ xứ ở chỗ hội họp ổn náo? Sao gọi là tâm hướng đến xuất ly vào thời hành xứ ở nơi thôn xóm? Sao gọi là tâm hướng đến niết bàn an trú nơi xứ tướng tịch tĩnh xà mạt thà? Lại có cách giải thích khác, đó là nương xa lìa phiền não gọi là hướng đến viễn ly, nương ra khỏi sanh tử gọi là hướng đến xuất ly, nương nhập cùng niết bàn gọi là hướng đến niết bàn. Vì tất cả thọ tương tục diệt nên gọi là không ảnh, gọi là tịch diệt. Vì vĩnh viễn lìa ba khổ nên gọi là tịch tĩnh. Vì phiền não thiêu đốt nhiệt não vĩnh viễn dừng dứt nên gọi là thanh lương. Vì đắc dấu thích phổ thượng nên gọi là trần phạm. Lại nữa, do ba lỗi lầm khiến điên đảo khi nghe chánh pháp: một, vì tán loạn; hai, vì ngu si; ba, vì không cung kính. Lại nữa có năm chủng tướng là khí cụ của văn và tu: một, tâm khiêm hạ; hai, tâm phụng hành; ba, tâm nhiếp thọ nghĩa; bốn, tầm khéo nhiếp thọ nghĩa; năm, tầm cung kính. Lại nữa, trong pháp thiện thuyết tỷ lại ra, bậc đại sư được có năm chủng công đức. Nếu bậc đại sư thành tựu đầy đủ thì năng soi sáng cho ngoại đạo, sa môn và bà la môn những gì là năm: một, ở nơi các giới hạnh chọn không lầm lỗi; hai, khéo kiến lập pháp; ba, khéo chế lập sở học; bốn, ở nơi khéo chế lập pháp, khéo chế lập sở học để chỗ nghi hoặc đều khéo năng đoạn trừ; năm, dạy cho xuất ly. Lại nữa, do ba nhân duyên duy trì có đạo vô ngã kiến khiến đắc xuất ly: một, vì chưa lãnh hội được; hai, vì hiện năng đốn trị các phiền não; ba, vì đối với việc giải thoát hiện không hãi sợ. Lại nữa có bốn chủng hoàn hỷ: một, bản chất hoàn hỷ yếu kém; hai, hoàn hỷ tích tập phạm hạnh; ba, hoàn hỷ không hối hận; bốn, hoàn hỷ vui đoạn vui tu. Hoàn hỷ thứ nhất năng dẫn vui muốn yếu kém; hoàn hỷ thứ hai năng dẫn phát vui xa lìa; hoàn hỷ thứ ba năng dẫn lạc tàng mà điện; hoàn hỷ thứ tư năng dẫn lạc ba bồ đề. Lại nữa, do hai nhân duyên nên pháp Phật Thế Tôn gọi là pháp thiện thuyết: một, vì ngôn từ văn câu đều trong sáng khéo diệu; hai, vì dễ có thể thông đạt. Do hai nhân duyên dễ thông đạt: một,
vì hoặc văn hoặc nghĩa dễ hiểu rõ, hai vì hiểu xuất ly. Do hai nhân duyên gọi là xuất ly, một vì xuất ly đến cõi thiện, hai vì xuất ly hướng đến ba bồ đề. Do hai nhân duyên hướng đến ba bồ đề, một vì không nghi hoặc, hai vì không thể phá hoại. Do hai nhân duyên không thể phá hoại, một vì kiến không thể hoại, hai vì có tháp. Do hai nhân duyên có tháp, một vì chứng trụ kiên cố, hai vì có thể nương tựa. Do hai nhân duyên gọi là có thể nương tựa, một vì nương trí không nương thức, hai vì nương đại sư là bậc Như Lai ứng chánh đẳng giác. Do hai nhân duyên đại sư là bậc Như Lai ứng chánh đẳng giác, một vì đoạn hết thảy nghi hoặc, hai vì không có tà hạnh. Lại nữa, có bốn chủng năng chứng pháp đoạn: một không nhàm chán xa lìa, hai trí chưa thành thục, ba tán loạn, bốn trì trệ. Nên biết huệ nhãn của người làm ác gọi là mù lòa, huệ nhãn của người làm phước gọi là có cấu, huệ nhãn của các ngoại đạo gọi là có màng che. Lại nữa, người tu pháp niệm trụ nên tránh rõ biết 11 chủng pháp tạp nhiễm: một tham, hai sân, ba si, bốn tụ, năm tán, sáu trầm, bảy trạo, tám thuận theo tướng phiền não, chín không vui xa lìa, 10 ái vị, 11 tầng thượng mạng. Lại nữa, do bốn nhân duyên đạo xuất thế gian, dụng đạo thế gian làm trợ bạn: một vì ngầm chướng các cái, hai vì chế phục phần xa, ba vì nhàm chán sự tai họa mộc nát hư hoại, bốn vì pháp lực đượm nhuần. Lại nữa, do bốn chủng tướng nên biết sở đắc thiền nhãn của Như Lai và khắp tất cả nghĩa cảnh hành của hữu tình: một vì hiện thấy sự gây tạo năng cảm tất cả nghiệp thú của hữu tình, hai vì hiện thấy chủng chủng vô lượng cõi sanh đến của tất cả hữu tình, ba vì hiện thấy trong hữu có hữu tình sanh tử, bốn vì hiện thấy trong vô có hữu tình sanh tử. Lại nữa, vì chứng các pháp, vì thông đạt các pháp, người sinh tu hành có bảy thứ lớp năng chứng các pháp, năng đạt các pháp, đó là cung kính thừa sự người thuyết pháp, đã thừa sự rồi lắng nghe pháp quan sát sâu xa, đã lắng nghe quan sát sâu xa kế tùy pháp hành pháp, đã tùy pháp hành pháp kế trụ tâm nhiếp phương tiện chân chánh, đã nhiếp phương tiện chân chánh kế phát sinh tỉnh tấn, đã phát sinh tỉnh tấn kế tâm xa địa trong ngoài không bình đẳng, khởi phương tiện nơi hai chủng pháp và tài thành tịnh ca chướng, đã thành tịnh ca chướng nên ở nơi tạng ma địa không sanh ái vị liền tăng thượng mạng. Lại nữa, vì đối trị chín chủng sở trị nên tu bốn niệm trụ: một không chán lìa, hai không tác ý, ba tùy phiền não chỉ quán, bốn chỉ trệ, năm không khảm nhẫn khi gặp phải nạn đánh đập, sáu ở nơi những điều thấp hèn mà sanh vui đủ, bảy quên mất điều dạy trao, tám hủy phạm cấm giới, chín xả bỏ ác thiện. Lại nữa, người xuất gia có 5 lỗi lầm: một lỗi lầm không hỷ lạc, hai lỗi lầm tham trước lợi dưỡng cung kính, ba lỗi lầm truy cầu khuyến thuộc, bốn lỗi lầm khinh miệt, năm lỗi lầm tăng thượng mạng. Nên biết người tại gia cũng có 5 chủng lỗi lầm: một lỗi lầm tham trước, hai lỗi lầm tập quen gần gũi các dục, ba lỗi lầm nhiếp thọ, bốn lỗi lầm tạo làm ác hạnh, năm lỗi lầm không làm thiện hạnh. Lại nữa, kẻ ngu có 4 chủng tướng biểu hiện: một không làm việc thiện, hai làm các việc ác, ba tạo tác hai chủng thiện ác xen tạp, bốn tùy một hướng làm việc thiện mà ở nơi làm việc làm thiện không như thật biết. Lại có 4 chủng tướng người ngu: một huệ không quyết định, hai tà huệ quyết định, ba không thể khởi ra hạnh, bốn việc làm gian trá. Lại có 4 chủng tướng người ngu: một chẳng phải điều đáng hoan hỉ mà sanh hoan hỉ, hai chẳng phải điều nên ưu sầu lại sanh ưu sầu, ba quyết định một cách khó khăn, bốn chưa không quan sát. Lại có 4 chủng tướng người ngu: một tà tư duy tạo thành, hai tà phát khởi, ba bỏ nhiều công sức mệt nhọc mà phần nhiều không kết quả, bốn do nhân duyên đầy dành nhiều sầu thán. Lại các ngu phu phần nhiều thiếu phước, nghiệp chuyển bạc mỏng thấp kém. Lại nữa, sanh tử có 5 pháp tương tợ biển lớn được gọi là đại hải: một vì tương tợ xứ sở không bờ mé, hai vì tương tợ thẳm sâu, ba vì tương tợ khó vượt qua, bốn vì tương tợ không thể uống, năm vì tương tợ chỗ nương của đại bảo. Lại nữa, do 5 nhân duyên nên pháp thí vượt hơn tài thí: một tài thí khiến trong thân người phát khởi ác hạnh, pháp thí quyết định khiến khởi các thiện hạnh; hai tài thí khiến trong thân người phát khởi phiền não, pháp thí năng khiến đối trị phiền não; ba tài thí khiến trong thân người dẫn phát vui có tội không gián đoạn, pháp thí năng khiến dẫn phát an lạc vô tội không gián đoạn; bốn hoặc Phật tại thế hoặc không tại thế, tài thí dễ dàng có được;
Pháp thí nếu không chưa phát hiện ra nơi đời có thể có được. Năm tài thí thí nhưng có tận, pháp thí thí nhưng vô tận. Lại nữa chẳng nên khiến năm tâm này tự tại chuyển. Những gì là năm? Một, tâm phương tiện hành ác ở trong hành ác thú nhập mạnh mẽ. Hai, tâm phương tiện hành thiện ở trong hành thiện không thú nhập mạnh mẽ. Ba, tâm phương tiện truy cầu các dục ở trong truy cầu các dục phi pháp hùng bạo thú nhập mạnh mẽ. 4. Tâm phương tiện thọ dụng các dục, sanh sầu tham nhiễm cho đến không thấy quá hoạn, chẳng biết ra khỏi xa lìa mà lại thú nhập thọ dụng. 5. Tâm phương tiện ra khỏi xa lìa, nhưng ở trong ra khỏi xa lìa nhanh chóng thối chuyển, ở trong các dục và các tịnh lự, ở trong ái vị nhanh chóng thú nhập. Lại nữa, do năm chủng tướng khiến sự mị hoặc của các phiền não sâu nặng hơn sự mị hoặc của quỷ. 1. Nếu bị một hành động mị hoặc của quỷ, tức chỉ bị một mị hoặc đây. Nếu bị một phiền não mị hoặc, ắt bị vô lượng phiền não mị hoặc. 2. Nếu bị quỷ mị làm mị hoặc, hoặc dùng chú thuật, hoặc dùng trói buộc gây hại, hoặc dùng vật dụng, hoặc dùng các thứ thuốc thì dễ có thể chữa trị, nhưng nếu bị phiền não mị hoặc thì chẳng thể chữa trị. 3. Nếu quỷ mị làm mị hoặc, lúc bị mị hoặc ấy dễ có thể nhận biết, dẫn đến đứa trẻ cũng có thể hiểu biết. Nếu phiền não làm mị hoặc, lúc bị mị hoặc khó có thể rõ biết, người thế gian thông minh vẫn còn không thể rõ biết. 4. Nếu bị quỷ mị làm mị hoặc, quỷ mị đây là khách, chẳng phải là cùng sanh, dễ có thể hàng phục, chẳng thể do kia mà thành tự tánh. Nếu bị phiền não làm mị hoặc, phiền não đây chẳng phải là khách, mà là cùng sanh, khó có thể hàng phục, tức do kia mà thành tánh ấy. 5. Nếu bị quỷ mị làm mị hoặc, không lây lan cho tất cả hữu tình khác. Nếu bị phiền não mị hoặc, ắt lây lan cho hữu tình khác. Lại nữa, có bí xô không như lý tư duy, vì hư vọng kế chấp cho là chân thật nên kiến lập có ngã, nên biết kế chấp đây lược có năm chủng lỗi lầm hư cuống. 1. Thuận theo lời dạy của ngoại đạo mà truyền. 2. Nhiếp thọ vọng kiến của ngoại đạo. 3. Giả sử chẳng thuận theo kia mà truyền, cũng cùng ngoại đạo làm bạn đồng pháp. 4. Nếu thuận truyền theo lời của ngoại đạo, tức là tu hành theo đạo không xuất ly. 5. Tuy không thuận chuyển theo kia, nhưng lật đổ đồng pháp, kiến lập hình thành pháp khác. Lại do hai nhân duyên. Một, vì ở nhân duyên hiện quán đế khởi tà hạnh. Hai, vì ở hiện quán đế khởi tà hạnh. Lại nữa, nương hành dục, hành phước, chuyển theo đuổi cả hai hành có sáu chủng ái khỏe tạp nhiễm, bốn chỗ nương và năm chủng đối trị. Sáu chủng ái khỏe tạp nhiễm. Một, tham cảnh giới, do đây năng tập quen gần gũi các dục chướng. 2. Sân hận oán ghét, do đây đối với các hữu tình có oán phát khởi, ghét giận. 3. Dạy trao thuận theo tham, do đây người nhận lãnh sự dạy kia không được tự tại, đối với các hữu tình khổ lại rộng hành trùng trùng não hại bức bách. 4. Là tăng thượng sân, do đây nên thấy các hữu tình tăng thượng an lạc, tăng thượng hoàn hỷ, thì lòng không muốn họ được tốt lành hưng thạnh, chỉ muốn mình được, do đây tạp khởi trùng trùng tật đố bất nhẫn, biến đổi chẳng vui. 5. Là có tham công đức. 6. Có lỗi lầm sân, do hai nhân duyên đây tâm không bình đẳng. Ở trong tăng chúng tùy hành huệ thí tụ các phước nghiệp mà thường dòm ngó xét tìm trùng trùng sai biệt, hoặc làm không làm, hoặc làm việc ác, bên trong ôm lòng yêu khổ chẳng được an ổn. 4. Chỗ nương, cảnh giới ban đầu là chỗ nương, hữu tình khác là chỗ nương. Lại hai chỗ nương ban đầu, mỗi một chỗ nương khởi một phần tạp nhiễm, các chỗ nương còn lại mỗi phần khởi đầy đủ phần tạp nhiễm. Năm chủng đối trị. 1. Bất tịnh. 2. Từ. 3. Bi. 4. Hỷ. 5. Xả. Lại có môn khác, đó là 6 chủng ái khỏe tạp nhiễm và 5 chủng đối trị. 6 chủng ái khỏe tạp nhiễm: 1. Sự tham. 2. Sự sân. 3. Tham tạp nhiễm của tham sân si. 4. Sân không tạp nhiễm của không tham không sân không si. 5. Tham không tạp nhiễm của không tham không sân không si. 6. Sân tạp nhiễm của tham sân si. 5 chủng đối trị bao gồm bất tịnh, từ và ba chủng tác ý: 1. Tác ý tạp nhiễm không điền đảo. 2. Tác ý không tạp nhiễm không điền đảo. 3. Tác ý xả bỏ tham sân tâm tạp nhiễm không tạp nhiễm không điền đảo. Lại nữa, có bốn chủng bồ đặc giả la xuất ra được năm chủng công đức. Bốn chủng bồ đặc giả la: 1. Bồ đặc giả la nương chính mình. 2. Bồ đặc giả la nương người. 3. Bồ đặc giả la đã thành thục. 4. Bồ đặc giả la chưa thành thục. Năm chủng công đức: 1. Bồ đặc giả la nương chính mình, vì xuất gia nên xả bỏ hết thảy tài vào địa vị, nương vào hạnh bất cộng, thành tịnh thì là.
Hai, Bồ Đào Xà La nương người, vì xuất gia nên xả bỏ những việc không được tự tại, như sự ràng buộc hệ thuộc của người, nương người mà chuyển. Do đạt được tự nương chính mình nên tùy chuyển tự tại không hệ thuộc người, để theo sự việc mà tự tại chuyển. Ba, Bồ Đào Xà La đã thành thục, vì xuất gia nên nếu không còn kiết sót thừa, tức liền thành tựu tất cả biên khổ. 4. Nếu còn kiết sót thừa, tức liền thành tựu biên khổ được ác. 5. Bồ Đạc Xà La chưa thành thục về xuất gia, nên ở trong hiện pháp thoát khỏi vô lượng yêu khổ bức bách của cư gia thế tục, tích tập vô lượng thiện căn thuận phần giải thoát rộng lớn, năng khiến tương tục thành thục ở đời tương lai. Lại có ba chủng khổ và chín chủng tướng nên biết đuổi theo các hành hữu lậu. Ba chủng khổ, khổ khổ hành khổ hại khổ, chín chủng tướng, mỗi một khổ riêng có ba tướng, tùy đuổi theo tất cả các hành hữu lậu nên thành chín tướng. Một, sự đuổi theo của tử. Hai, sự đuổi theo của nhân đường ác phát khởi. Ba, sự đuổi theo của sanh các đường ác. Bốn, vì pháp vô thường. Năm, vì ở trong vô thường là pháp khổ. Sáu, vì ở trong khổ là pháp vô ngã. Bảy, vì thuận ái vị, trụ vui ở nơi hành sanh. Tám, vì khổ biến hoại. Chín, vì tánh khổ biến hoại như vậy, các bậc trí mà nắm giữ thì chẳng phải là pháp xuất ly. Lại nữa, nếu có bí xô vì chúng sanh mà thành tựu bốn tri, cho đến có khả năng dùng lời dạy dân đồ chúng không điên đảo, tu hành tránh hạnh tự lợi lợi tha. Bốn chi: một, giải thoát tùy phiền não. Hai, không để tránh trí. Ba, vì khiến tất cả thiện pháp đã dành trụ kiên cố không bị hoại mất, nên nhiếp thọ nhậm trì tu tập tăng trưởng rộng lớn gấp bội cho đến viên mãn. Bốn, vì nhiếp thọ nhậm trì khiến các thiện pháp chưa sanh được sanh khởi. Một, sao gọi là bí xô giải thoát tùy phiền não? Vì giải thoát khỏi năm chủng tùy phiền não. Những gì là năm? A, nhớ nghĩ mến luyến cư già. B, hủy phạm cấm giới. C, chú ý phân biệt lãnh thọ trước kia, đồng hành với tác ý bất chánh. D, đắm trước sở hữu cảnh giới vị lai nên phát khỏi tham ưu. E, kéo lẫn ở nơi pháp. A, nếu các ngu phu không như thật biết tự tướng của bốn đại chủng tạo sắc, chỗ gọi danh là cha mẹ, vợ con, anh em cho đến bạn bè quyến thuộc, chỉ ở nơi hình hài sắc tướng biểu hiện mà cho là vui cười, chỉ ở nơi sở hữu động tác của thuật ngữ mà phát khởi tưởng hữu tình đồng hành tác ý. Do nhân duyên đây, khởi tà phân biệt vọng chấp cho là cha mẹ vợ con quyến thuộc anh em là của tôi. Do nhân duyên kế chấp hư vọng phân biệt đây mà phát khởi chủng chủng nhớ nghĩ mến luyến cư già. Các bậc có trí rõ biết chỉ có tự tướng các sắc, không có tưởng hữu tình, cho nên khéo giải thoát từ phiền não ban đầu. Vì cớ sao? Từ xưa đến nay, do thấy mỗi mỗi hình tướng trùng trùng sai khác, kiến lập an bày, hay có lúc cùng người hội hợp, thấy như vậy rồi, họ cho là cha mẹ vợ con của tôi, nói rộng cho đến bạn hữu quyến thuộc của tôi, hoặc cho là cha mẹ vợ con của người, nói rộng cho đến bạn hữu quyến thuộc của người. Các loại hữu tình, sanh vô sắc, chẳng có việc như vậy. B. Lại các ngu phu không như thật biết các tướng của người ngu và người trí. Do không như thật biết nên suy nghĩ ác, nói lời ác, tạo làm ác. Phàm thân ngữ ý nghiệp hiện hành đều không thành tịnh, cũng không thành tịnh giới luật, tránh mạng. Các bậc trí vì như thật biết nên trải với tất cả tướng trên, do đề năng giải thoát để phiền não thứ hai. C. Lại các ngu phu ở nơi những điều phi lý, không thể như thật biết là phi lý. Ở nơi như lý, không như thật biết là như lý. Ở nơi các pháp vừa ý, từng thọ trước kia, thuận theo tham muốn, không trần tránh tác ý. Phát khởi tầm tư dục luyến tiếc, chấp trước kiên cố không xả không bỏ không nhả ra. Ở nơi pháp không vừa ý, thuận theo khỏe khởi tầm tư khỏe. Ở nơi pháp không vừa ý, thuận theo hại khởi tầm tư hại. Ngoài ra, như trước đã thuyết, các bậc trí ở nơi những việc như lý, năng như thật biết đây là như lý. Ở nơi phi lý, năng như thật biết đây là phi lý. Ở nơi các pháp sai biệt đã thọ trước kia, như trước đã thuyết, hoặc không khởi lại nhớ đến, hoặc chân tránh tư duy, hoặc không quên chánh niệm. Ở nơi sở duyên kia không khỏi tầm tư dục cho đến tầm tư hại, giả sử sanh khởi trở lại mà không đắm trước kiên cố, nói rộng như trước, cho nên năng giải thoát tùy phiền não thứ ba. D. Lại các ngu phu không như thật biết công đức của việc phòng hộ giữ gìn căn môn, không như thật biết quá hoạn của việc không phòng hộ giữ gìn căn môn. Đời hiện tại, nơi mỗi cảnh hiện tiền liền phát sanh ái khỏe cảm nhiễm nơi tâm. Đối với các cảnh giới hết sắc vừa ý thì mong cầu ham muốn có được. Đối với cảnh giới các sắc không vừa ý, tâm sanh nhàm chán chống trả. Nếu ở nơi cảnh vừa ý, tâm sanh mong cầu ham muốn, đây gọi là tham. Kẻ ôm lòng tham đây, khi cảnh giới kia thay đổi biến hoại, tâm liền buồn bã, đây gọi là yêu.
Tất cả tướng của các bậc trí nên biết đạo lý trái với tất cả tướng trên, cho nên năng giải thoát từ phiền não thứ tư. E lại các ngu phu ở trong các pháp tham dục bất chánh, không như thật biết quá hạn của các dục kia, thường bị chìm nổi nơi bốn sự kéo lẫn khác, trở lại khởi kéo lẫn pháp. Các bậc trí ở nơi các họa hoạn kia, năng như thật biết ở nơi bốn sự kéo lẫn khác vẫn còn không sanh khởi. Giả sử có khởi điền xả, chọn không đắm trước kiên cố, hà hướng khỏi kéo lẫn pháp, bậc trí đã ra đỉa kéo lẫn pháp như vậy. Nếu gặp Bồ Đạt Già Na vui được nghe pháp, liền vì kia thuyết kinh luật luận mà bậc đại sư sở thuyết tương ứng thánh giáo khiến kia thọ trì, lại rộng vì kia khai thị phân biệt không gián đoạn, chọn không che giấu, cho nên năng giải thoát tùy phiền não thứ năm. Đây gọi là bí số thành tựu tri giải thoát tùy phiền não thứ nhất. 2. Sao gọi là bí số không lìa chánh trí, có bốn trí? Những gì là bốn? Đó là nương xa lìa nhiễm ban đầu, tương tục thông đạt tám thánh đạo trì, kiến lập trí thứ nhất. Nương chứng thành biện tám thánh đạo trì, kiến lập ba trí khác. Đó là có bí số trụ vị dị sanh, khởi suy nghĩ như vậy. Chỉ trong thánh pháp tể nại gia của chư Phật Thế Tôn mới có tám thánh đạo trì, trong pháp diện luận của các ngoại đạo không có đạo như vậy. Nếu ở xứ đây có tám thánh đạo trì, tức ở xứ đây có quả sa môn, có các sa môn và nghĩa sa môn, chỗ gọi niết bàn. Tàn này vì chứng sa môn, quả sa môn, nghĩa sa môn, phải nên phát khởi tu tám thánh đạo trì khiến thánh tịnh. Do hành như vậy ở trong tám thánh đạo trì sở hữu đắc trí, như vậy nương thông đạt tám thánh đạo trì kiến lập trí thứ nhất. Tức dụng trí đây làm chỗ nương, làm chỗ kiến lập vì muốn chứng đắc thành tựu viên mãn tám thánh đạo trì như những gì đã thông đạt. Nên rõ mãnh tinh tấn tụ ba trí khác, đó là trí do văn mà thành, trí do tư mà thành và trí do tu mà thành. Người kia siêng tu tập trí do văn mà thành, cũng vì khiến trí đây được thanh tịnh nên cầu nghe chánh pháp. Nếu có nơi nào tuyên thuyết pháp tỉ nại ra mà chư Như Lai đã chứng, tức liền đến nơi ấy cung kính nghe thọ, chứng đắc hoan hỷ rộng lớn diệu thiện, nhiếp thuộc xuất ly. Vì tự tướng cao quý hơn nên gọi là rộng lớn, vì tự tánh không tội nên gọi là diệu thiện, vì tương ưng niết bà nên gọi là nhiếp thuộc xuất ly, lại vì siêng tu tập trí do tư mà thành, cũng vì khiến trí đây được thành tịnh. Nếu biết nơi nào có các bí sô trì kinh luật luận cùng đến nhóm họp suy lường chân thật, quyết trạch nghĩa thâm yếu ẩn mật trong kinh luật luận, thì liền đến đó thưa hỏi các đế, trong hội ấy vì người kia kiến lập sở hữu tự tướng các đế, khiến chứng được phương tiện. Nếu kia trước chưa thông hiểu thì khiến thông hiểu, nếu đã thông hiểu thì khai tỏ khiến hiểu sâu hơn. Ở nơi một nghĩa dụng phản tự sai biệt, phương tiện khuyến khích dẫn dụ khiến kia không quên mất, lại ở nơi các đế tương ứng vô ngã, chứng đắc sở y nghĩa cú thẳng sâu, dùng tuệ thông đạt rộng vì kia khai thị tánh không tương ứng pháp cú vi diệu mà chưa như là sở thuyết. Do nhân duyên đầy người kia chứng đắc trí thanh tịnh do văn từ mà thành tựu. Lại càng sinh tu tập trí do tu mà thành, cũng vì khiến trí đây được thanh tịnh, nên ở nội thần trụ quán toàn thần cho đến rộng thuyết tu bốn niệm trụ đều rõ biết. Như vậy gọi là nương chứng đắc thành tựu viên mãn tám thánh đạo trì, kiến lập ba trí. Đây gọi là bí số thành tựu trì không lìa chánh trí thứ hai. Ba, sao gọi là bí số vì khiến sở hữu thiện pháp đã sanh được trụ kiên cố, không quên mất, nói rộng cho đến nhiếp thọ nhậm trì. Có các bí số nương sự tài của vật thực thu được từ các thí chủ có lòng tín thanh tịnh, như lượng thọ dùng giữ gìn y phục vật thực, đây gọi là nhậm trì. Vì cớ sao? Vì các bí số dùng vật thực đây mà thân không suy yếu, tâm có năng lực khám nhẫn, tâm không bị nhiễu não, thiện pháp đã sanh không bị thối thất lại càng tăng trưởng. 4. Sao gọi là bí số vì khiến tất cả thiện pháp chưa sanh được sanh khởi nên nhiếp thọ nhậm trì. Có các bí số cao niên giới hạnh thanh cao, biết rõ sở hữu hỷ lạc niết bàn là tối cực đệ nhất so với các hỷ lạc khác, nên khéo tu thánh đạo để tăng thượng mạng. Nếu có bí số năng đối với các bậc cao niên kia lễ kính thừa sự, lời khéo tùy hỷ để có xiểm khúc tâm không tìm cầu lỗi, người đầy năng phát khởi các điều kia gọi là nhậm trì. Vì cớ sao? Do người kia khi chân chánh tùy chuyển như vậy, tùy từng thời kỳ người kia thu được hoàn hỷ thù thắng từ việc được dạy trao dạy dân, là khiến tất cả thiện pháp bổ đề phần vi diệu chưa sanh nhanh chóng được sanh khởi. Như vậy bốn tri riêng có 11 phần, 11 so với bốn tri là như nhau, không có sự sai khác.